thủ tướng đức angela merkel đang yêu cầu slovakia cung cấp thông tin về sự can dự của nước này trong vụ bắt cóc trịnh xuân thanh nhân vật đang bị chính quyền việt nam truy nã vào thời điểm xảy ra vụ bắt cóc theo hãng tin ap bà merkel hôm thứ tư cho biết bà đã được slovakia cam kết giúp đỡ trong vụ này nói thêm rằng vụ việc đang gây ảnh hưởng nặng nề đến mối quan hệ đức việt Diễn biến này theo sau một bài báo của tờ báo Đức Frankfurter Allgemeine Zeitung đăng vào tuần trước, cho biết Việt Nam có thể đã sử dụng máy bay của Slovakia để vận chuyển ông Trịnh Xuân Thanh, người mà Đức nói là đã bị các điệp viên của Việt Nam bắt cóc tại một công viên ở Berlin hồi tháng 7 năm ngoái. Thủ tướng Slovakia hôm thứ tư phủ nhận nước này có đóng một vai trò nào một cách có chủ ý trong vụ chuyển giao người bị bắt cóc. Slovakia ngày 3 tháng 5 đòi Việt Nam giải thích về tin nói các điệp viên Việt Nam đã dùng một máy bay của chính phủ Slovakia trong vụ bắt cóc và cho biết đã triệu tập đại sứ Việt Nam tới để truyền đạt chất vấn, đồng thời cũng dọa sẽ có thêm hành động ngoại giao nếu Việt Nam không giải thích thỏa đáng. Chưa có bình luận từ phía chính phủ Việt Nam. Ông Thanh, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Petro Việt Nam, trước đó đã tìm cách xin bảo hộ tị nạn chính trị tại Đức. Sau khi bị đưa về Việt Nam, ông bị hai án tù chung thân về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản